công tác tổ chức SEA Games 31 đang đi đến giai đoạn hoàn tất. Tuy nhiên vẫn còn những thử thách không nhỏ cho ban tổ chức, nhất là ở khâu kiểm tra doping. Một tuần trước khi lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra, Vietcontent, đơn vị đại diện tư vấn, tiếp thị tài trợ độc quyền cho ban tổ chức SEA Games 31, đã xúc tiến lễ ký hợp đồng xét nghiệm doping với Viện Phân tích Khoa học và Kiểm tra Doping Thái Lan. So với các kỳ SEA Games trong quá khứ, quy trình lấy mẫu xét nghiệm doping tại giải đấu năm nay có những điểm đáng chú ý. Tại SEA Games 31, việc lấy mẫu xét nghiệm tập trung vào các môn có nguy cơ cao, vận động viên sử dụng doping, những vận động viên lập kỷ lục hoặc giành huy chương kể cả bạc hay đồng. Đồng thời ban tổ chức cho biết cũng lựa chọn những vận động viên ngẫu nhiên lấy mẫu. Như vậy, bất cứ vận động viên nào cũng nằm trong chương trình kiểm tra doping. Ban tổ chức SEA Games 31 tự tin tạo ra một kỳ đại hội công bằng và hấp dẫn nhất.